Ờ, hôm nay uh, mình sẽ uh, quay cái video để hướng dẫn quý thầy cô và anh chị trả bài đúng vào nhóm k 3 hành trình văn hóa đọc đây là trang giao diện của android điện thoại android thì mình vào cái, cái mục của facebook như thường ngày tiếp theo là mình vào mục tìm kiếm của facebook này cái hình kính lúp ở phía trên bên cạnh cái biểu tượng Messenger ạ. Thì mình ngay cái mục tìm kiếm mình sẽ gõ K3 hành trình kiến tạo văn hóa đọc. Mình có thể gõ đầy đủ ra hành trình kiến tạo. Nhưng mà khi mình đã có vào quen rồi thì mình chỉ cần gõ K3 thôi thì Facebook sẽ tự gợi ý ra cái nhóm và mình chọn vào K3 hành trình kiến tạo văn hóa đọc thì tại giai diện của nhóm K3 hành trình kiến tạo văn hóa đọc thì mình cũng vào cái ô kính lớp ngay trên cái hàng dòng đầu tiên luôn hàng trang bên cạnh cái cái dấu mũi tên đây cái ô kính lấp rồi tại ô kính lớp thì mình sẽ gõ cái hộ của nhà mình dụ mình ở hộ 25 hộ 25 đó xong rồi mình bắt, tìm kiếm hộ 25 mươi này thì nó sẽ ra được cái hộ 25. Này. Thì ngay tại cái ảnh của hộ 25 mình sẽ ở đây là mới nên chưa có cái bài ảnh bài tập cụ thể nhưng khi mà có ảnh bài tập cụ thể thì mình sẽ tìm đúng cái ảnh bài tập của nhà mình để mình trả lời vào đó. Ví dụ như là bài tập ngày 11 thì mình chọn đúng cái ảnh có cái chữ bài tập ngày 11 tháng 3 và kích vào cái chữ bình luận phía bên phải ở hàng dưới thì mình sẽ ghi ra trả bài tập như là mươi 25 đầu tiên có cú pháp trước H25 mã số của mình ví dụ mã số 01 tên của mình mình Chào đó trả bài tập ngày 1 tháng ngày 11 tháng 3 đó ngày 11 tháng 3 rồi khi mà mình bấm đây like, có thể kỹ mình sẽ hình ảnh thì mình sẽ cái phía bên cái khung ô bình luận thì sẽ có cái, cái biểu tượng của camera mình kích vào cái biểu tượng đó và mình chọn những cái hình ảnh nên nào cần nộp bài mình mình sẽ chọn chọn một hình ảnh bất kỳ nào ảnh bài tập mình đã chụp lại đó, đó xong rồi mình sẽ nhấn nút màu xanh thì bài tập sẽ được đẩy lên Nhớ là phải nhấn màu xanh chứ không nó lưu luôn như ngay trên máy. Dạ yeah. thì chúc cho quý thầy cô anh chị của hơi sẽ gửi cả bài đúng chỗ đúng vị trí theo yêu cầu của ban tổ chức ạ, à. em xin cảm ơn ạ. À.